Chào ông bà. Cháu chào ông bà. Ta chào ông bà. Ông xin mến chào quý khán giả toàn thể các bác tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của nông. Các bác ở đây thì hôm thứ bảy ngày chợ thì vợ nông đi mua rau hai loại, hai túi giống rau bí các bác ạ, rau bí của Nhật, Việt Nhật, hạt giống tốt cho mùa bội thu. Đấy, hai túi và hai túi giống, cái túi này đen đen này chắc là giống rau cải rồi, còn cái túi này không biết là rau gì, là hạt hạt giống vàng, không biết có phải rau cải hay là rau gì không biết, còn túi đen đen này là giống rau cải. Hôm nay sẽ là tiếp tục trồng rau bí từ đây xuống đây kia, trồng hết cái nương của cái bác, còn nương của dế thì cũng còn ngô rất là rậm nên là thôi không trồng nữa, trồng ở đây để cho đủ các em ăn là được. Chị khóc to cửa tao cho tao mấy cái ngô lên rồi đấy, ngô hôm nọ chồng cũng đã lên rồi, cuốc cho xa một tí một phần trà một xóa to cửa. Ngô hôm nọ cũng mới trồng được 3 ngày nay thì cũng đã nảy mầm rồi các bác ạ. Dính vào trồng đúng dính vào ngày mưa nên là ngô lên rất là tốt. Này khả năng là mấy nữa lại đi tìm mướp giống nữa các bác ạ, mướp giống để trồng lên để mang bán có thu nhập để mua thêm được ít mắm muối cũng được các bác ạ. Đây này, rau cải rất là lên rất là tốt rồi đây này. Cái rau cải này là vừa rồi mình trồng ở đây vừa rồi cũng làm ở đây nên là cái rau cải già nó tự rụng hạt xuống ấy, thì nó cũng đã mọc lên rồi. Chó rau cho hoa mở rau, nhìn cái chân đây này, biết cái này cái gì không? Có gì không? Rau hả? Rau chị? Cái? Rau chị? Hả? Rau chị nè? Mà rau chì xóa cho dân cho mưa nên là cái cỏ gì cũng mọc rất là nhanh, rau cải cũng đã mọc lên rất là nhiều. Có chỉ xóa là chỉ mò rau nè. Làm cái gì không xem. Thôi. Đó.
Đâu? Tao tao. Ô lành bay lành mù mà mùn giả mù mà. Hình như là cái này là cái này là cái giống hàn muồng hay sao đấy, kệ nó để mọc mấy nữa lấy để ăn để uống. Cái hạt muồng uống cũng rất là tốt, cải thiện giấc ngủ của bác ạ. Cho bốc cứa này nếu mà mọc tốt thì cũng mà thoải mái ăn các bác, thoải mái ăn và mang đem bán. Xua mà ai cuốc đấy? Quẩy cuốc à? Xua má. Ý thì trẻ ơi chị bao hả? Đúng rồi. Làm cái gì phải xem chứ. Một tí anh quẩy chửi không biết rồi đấy. Cuốc trồng phải biết trồng chứ, cách nhau xa ra chứ. Rồi cho nó một. Cây chuối mà trồng thì cũng đã xanh nhiều rồi, đã có sự sống rồi, xanh mướt rồi. Tụi mấy cây này đợt trước cũng trồng rất là nhiều nhưng mà lại đi cuốc rồi. Lại cuốc vào rừng rồi. Bữa trước cũng trồng rất là nhiều bí nhưng mà không lên nổi. Nắng không lên nổi. Đây có một cái chuối ở đây không biết là còn sống được không. Nọ mưa nên là nắng nên là nên nó cũng cắt ngọn đi mà. Ngắt đi để cho nó mai nó mập. Mưa về nhìn đất nó ngon lành. Đi trồng nhà dế à? Đi. Tí con làm rau cải nữa. Rau cải làm gần gần ở trên kia thôi. Quẩy lại gọi sang trồng sang bên nhà dế rồi. Lo chứ chạy. Thì này mà, bên nó này hạt này to lò mà. Ngôi này mấy đứa khả năng nó vẫn phải. Ôi rồi ôi, đây này, đây bị sâu ăn hết ngô rồi. Sâu độc thân. Đúng rồi. Trồng quế và trồng ở đây để cho nó leo trèo cái chỗ khe này.
chỗ nào gần khe là đất tốt hơn mà. Trồng lên trên đi. 0171. O lên. Từ từ lý. Từ từ hay. Thì cho không không. Cho mua mà. Là thứ thật chết rồi nè. Mua. Ôi rồi toàn sâu độc thân ăn ngô hết rồi. Từ từ. Cái này mấy đứa trồng chuối ở đây luôn. Có khó rồi tự. Như là ôi ô hai chị sinh nè. To chứ tao. Hả? Tôi chỉ tôi nói nào. Hả? Chỉ tôi nói bốc cửa hả? Tự Tự lý. Một. Nè. Nè. Hả? 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 Đi đi đi. Nó ủa rau nhân ruộng đi làm rau cải đi sang bên kia. Ôi dồi ngô này không ổn rồi. Khao nó cái. Xem nào. Không biết làm chỗ nào được. Cái này phải có phân. Làm cái nào nó phải. Ủa mà hậu đợi cho ai hả? Nên nhà phải hai dòng hồ. Kia ngô làm sao mà lên được. Đấy, cái này hôm qua mưa về thì nó cũng đã ngóc lên rồi. Cái rau rau lang. Ó tự. Lại cho à? Cái ổ này. Đây có rau đây rồi. Cho bốc cửa. Làm cho đất đen đen này đi. Cái này không đánh luống nữa. Nhà đá. Nhớ cho bốc dây pom không ạ?
làm cho cái khe này nó đất nó mới ẩm. Vô xoa thì vào cái quay vào vậy vô chị vô khâu khâu mình gì làm ở bên kia đất rất là khô. Thật ra cái rau cải này cũng mọc đơn giản mà các bác ạ. Ở đây ở vùng cao người ta toàn cứ mang đi quái thôi, không cần phải làm luống làm giếc như ở dưới vùng sâu vùng miền dưới. Cái này không biết là cái giống gì nhỉ, sao vàng vàng này nhỉ. Khâu 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 lọ khâu lọ. Cũng mưa này nó cũng mọc nhanh thôi. Đấy, cuốc cuốc. Cười đang đi lấy phân trâu rồi vào. Nè, lấy cái dây kia ra kìa. Không, một tua mà mà. Vừa thì tua kia mà. Chỉ bỏ chỉ là. Ủa, cái gì đấy? Khâu, khâu, khâu cho nó. Cho a to xí xí. Mùa này thì cũng sắp hết mùa rau cải rồi. Nó một chế. Cây. Còn cái. Đây là do ăn bó tướng mình. Hả? Kỳ á chứ, tôi tướng kỳ. Phát kỳ. Quấy không phải là ký đâu. Quấy. Anh quấy. Nói lại thế nào. Anh quấy. Ký đâu, ký. Anh quấy. Nói thế nào. Anh quấy, quấy. Khó hơn đi, khó hơn đi. Khó hơn đi.
cho con đi thì nó đê to. Tao. Ôi giời ơi. Nhập đi cho này. Đúng là Kỳ nhỉ. Anh Kỳ à? Anh Kỳ à? Tên là Kỳ à? Ô. Cá tôi nó tả rồi. Mùa mưa cỏ mọc rất là nhanh, thế nào cũng xanh lên. Nhớ nhớ mà tôi cho nó một tám à. Có nhớ nhớ mà chỉ tôi mà từ từ park có ở đó. Từ từ park có tàu lắm. Rất là rậm. Này lấy đi cho dê cho nào. Cho dê ăn. Ta cho tao. Này tháo tiếp à? Tàu á, các bác có bị là hôm nọ có các bác cũng nói là ở trong chuồng không cần buộc thì không buộc là nó bị nó hút nhau ấy, có mấy con nó toàn hút nhau nên là phải buộc vào dưới chửa nữa nên là có nhìn nó là dưới chửa nữa nên là phải buộc mà không nó hút nhau lại hỏng. Không biết chữa được bao lâu không, mình cũng không biết. Nghe chủ nhà có nói, chủ dê có nói là nó có chữa. Dê rất là kiêng kỵ đặc biệt các bác ạ, dê là phải các cái cỏ là dê đã giẫm qua là nó không bao giờ nó ăn. Dê mà đã giẫm đi qua rồi dê không bao giờ ăn cái cỏ đấy. Rất là khôn dê. Cỏ lấy về để ở chuồng mà nó đã giấm qua nó không bao giờ nó ăn. Sao đấy? Mấy hôm nay dê cũng béo dần rồi. Các bác ạ, ra đây được 3-4 ngày thì dê nhìn nó khác hẳn luôn ở bên kia. Ở bên kia là đông con nên là người ta không chăn được. Ở đây thì cũng đã dần dần dê dần dần có thịt lên rồi. Con đen này khả năng là nó có chửa thật. Tí nó to rồi con đen ấy. Con này sừng tốt đấy nhỉ. Con này là con dê đực để mấy nứa làm giống các bác ạ. Nọ bảo tìm con to hơn để mua nhưng mà chủ trang trại không có. Không có dê to, có mỗi một con nên người ta không bán. Có mỗi một con để làm giống nhưng người ta không bán. Nhờ nhìn béo hẳn rồi. Con nọ gầy gò luôn. Ở đây sang đây mấy ngày. Các bác ở đấy, các bác cũng quan tâm đến cái rát ở dưới này này.
Cái cây tre ở dưới này thì cũng đã buộc sắt vào rồi các bác ạ. Nó buộc sắt ở trong rồi. Thít buộc cái sắt 6 kéo chặt vào rồi. Cho có xì hao mà có mù mà có gắt cũng nó ra nó. Mà có nhớ hao mà xì chỉ dùng á. Tao cho tao. Nó đi tiền con này chắc sắp đẻ thật rồi, con này nó tí to rồi, con này tí to, con tuần ni là thôi thì nhiều con hai con này có tí lớn thì đấy chắc là 1-2 tháng là đẻ đấy. Đẻ được thì cái là được, xem nếu mà mỗi con đẻ được 2 con là được nhiều đấy. Ý tù mà to ó tù mà ó tù nó tập lâu tù lò nhớ chưa, này mà toàn đẻ nhân 2 nhân 3 thì phát triển rất là nhanh các bác ạ. Chỉ mua nhiều đâu, lại còn muốn nuôi cả bò nữa thì lấy tiền đâu ra mà mua bò. Chăn thì được nhưng mà bây giờ lấy tiền ở đâu mà đi mua bò. Nhà dưới ít tù nhiều đấy, nhé từ là con gái nhé lắm mà cái đang nói muốn chăn một con bò nữa à, tiền thì lấy ở đâu ra mà mua. Các bác các cô các bác cho dê đã tốt lắm rồi, giờ lấy đâu ra tiền mua bò. Rồi các bác này thì cũng bởi vì là không làm luống nên là làm vườn rất là nhanh các bác ạ. Nên đã trồng 2 gói bí và làm 1 túi giống rau đay, quái giống rau đay với lại giống rau cải cũng đã xong rồi các bác ạ. Thì cái thước phim xin phép được khép lại ở đây. Nếu mọi người quý mến An Nông thì cho An Nông xin một lượt chia sẻ, like, đăng ký kênh để ủng hộ An Nông. An Nông xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người các cái thước phim sau.